Có những nghề khó khăn, gian khó, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng như nghề cảnh sát, nhưng cũng có những công việc khiến người khác cảm thấy ghen tị vì độ sung sướng. Có lẽ đối với nhiều người thì nghề giúp việc chính là công việc không cao quý, nhưng đôi khi nó lại là công việc mơ ước mà nhiều người tranh nhau ứng tuyển mà cũng không được. Mới đây, một cặp đôi giàu có ở Anh thì đã đăng tuyển giúp việc với một điều kiện vô cùng hấp dẫn, đó là có thể chu du các nước trên thế giới cùng với chủ nhà. Theo thông tin tuyển dụng được đăng tải trên trang web Gumtree, hiện tại cặp đôi này muốn tìm một người giúp việc trông coi một ngôi biệt thự tại North Berwick, East Lothian, Vương quốc Anh. Tuy nhiên, các ứng tuyển phải đáp ứng một điều kiện khá đặc biệt được đưa ra, đó là có thể sẵn sàng di chuyển tới các nước khác nhau trên thế giới cùng gia đình chủ nhà. Bởi cặp đôi này thường xuyên di chuyển giữa các căn hộ khác nhau của mình ở nhiều nơi như Dubai, Pháp, Italia. Do đó, họ mong muốn có một người giúp việc di chuyển đi cùng để chăm sóc cuộc sống cho mình. Bên cạnh đó, những người muốn ứng tuyển vị trí này cũng đảm bảo phải có những kỹ năng giúp việc chuyên nghiệp để có thể vượt qua cuộc khảo sát khắt khe của cặp đôi trên. Vâng, công việc vừa rồi cũng rất thú vị, nhưng mà với những người, và đặc biệt là thú vị với những người ưa thích xê dịch. Nhưng tôi còn biết là có những công việc còn thú vị hơn đó rất là nhiều. Ví dụ như là một anh chàng người Australia thì đã vượt qua khoảng gần 35.000 đối thủ đến từ khắp nơi trên thế giới để trở thành người cai quản hòn đảo Hamilton, được coi là hòn đảo thiên đường ở Thái Bình Dương, sau khi mà viết một blog để quảng bá cho hòn đảo này. Anh đã được lựa chọn một chiếc xuồng máy trị giá 111.000 đô la Mỹ cho riêng mình, cùng với một hợp đồng 6 tháng cho công việc cai quản hòn đảo nhiệt đới ở Australia. Và hiện anh đang được sống miễn phí trong một căn biệt thự 3 phòng ngủ cùng với một bể bơi nổi ra biển. Và hay như là một sinh viên đại học ở Birmingham, Anh thì cũng đã có một công việc trong mơ, đó là công việc thử giường. Cô này được trả 2.000 đô la Mỹ mỗi tháng hàng ngày, chỉ để hàng ngày ngủ trên những chiếc giường sang trọng vừa ra mắt. Sau khi ngủ dậy thì việc của cô đó là chia sẻ cảm giác, cảm xúc và những trải nghiệm của mình để công ty có thể điều chỉnh chiếc giường đó.